Đi cẩn thận. Con đi từ từ, con thuyết minh cho mấy bạn nghe với. Đây là quỷ nè. Đúng. Quỷ bị thất thương. Đây là không gian địa ngục. Tiếp mà sẽ lên tầng thứ kia là âm nạn. Kiên ơi, Kiên bên này trước nè con. Kiên ơi, qua đây giới thiệu cái này nè con. Cán cân công lý đó. Đi từ thôi. Cầm. Xuống nè, tại vì tường thôi. Tại vì ở đây rất là trơn. Không, hình như họ đã tắt điện rồi đó, họ không cho xuống nữa.